Quý vị cho các bạn thân mến một thông tin rất phấn khởi đó là nghề làm bánh tráng thuận hưng vừa được bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn văn hùng ký quyết định công nhận đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia ở lĩnh vực nghề thủ công truyền thống. là nghề làm bánh tráng thuận hưng hiện thuộc phường thuận hưng quận thốt nốt thành phố cần thơ Trải qua trên 200 năm hình thành và phát triển, nhiều thế hệ người dân địa phương đã nối nghiệp giữ nghề truyền thống, hình thành những giá trị văn hóa phi vật thể, độc đáo trong thực hành làm bánh. Đó là các công đoạn bí quyết từ chọn nguyên liệu đến làm bột, tráng bánh, pha bánh, để làm nên những loại bánh tráng ngon như bánh tráng mặn, bánh tráng lạc, bánh tráng ngọt, bánh tráng dừa, dân dân. Hiện tại, là nghề bánh tráng thuận hưng phát triển khá tốt, nhiều bà con đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên sản lượng bánh tráng làm ra nhiều, làng nghề nhộn nhịp quanh năm nhưng sôi so động nhất là dịp trước tết nguyên Đán.